Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng hôm nay của bài Việt ngữ đã cho tự do có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng sẽ tổ chức phiên tòa phúc thẩm vào ngày 26 tháng 9 đối với giảng viên âm nhạc Đặng Đăng Phước do có kháng cáo kêu an Ông Phước, 60 tuổi, là giảng viên của trường các đảng sư phạm Đắk Lắc bị kết án 8 năm tù giam và 4 năm quản chế trong phiên tòa sơ thẩm ngày 6 tháng 6 vừa qua với tội danh làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 của Bộ luật hình sự. Bà Lê Thị Hà, vợ của ông Phước, cho đại đá châu tự do biết Tôi nhận được thông báo của tòa án về lịch sử phúc thẩm Anh Phước vào ngày 17 tháng 9. Phiên xử phúc thẩm sẽ diễn ra tại trụ sở của Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 26 tháng 9 tới đây. Cũng như trong phiên sơ thẩm, gia đình có thuê luật sư Lê Xuân Anh Phú, Buôn Mê Thuột và luật sư văn phòng luật sư Thăng Long, Hà Nội. Tuy nhiên do đường xá xa xôi và các vấn đề khách quan khác nên trước phiên phúc thẩm cho đến giờ này mới chỉ có luật sư Phú là đã gặp thân chủ Bà cho biết sau phiên sơ thẩm hơn 3 tháng trước, bà được vào thăm chồng ở trại tạm giam của công an tỉnh Đắk Lắc và ông Phước có tinh thần vững vàng cho dù bị bản án nặng nề. Luật sư Lê Xuân Anh Phú nói với Đài Á Châu Tự Do về việc bảo chữa cho thân chủ của mình trong phiên tòa phúc thẩm tới đây. Rất là khó đối với những cái tội này, mặc dù là việc buộc tội có những vấn đề mà nó đúng chấm. Theo quan điểm của em thì cái đó, buộc tội nó vẫn có phần cấp tiền anh phước thì mình phải chửi, không có tội, là án, xưa, điều tra để làm rõ một số vấn đề. Một số người bạn Facebook của ông Phước từng bị triệu tập cho phiên tòa sơ thẩm cũng bị mời đến phiên tòa phúc thẩm. Bà Huỳnh Thị Kim Nga, vợ của cựu tù nhân lương tâm Ngô Văn Dũng, cho Đài Á Châu tự do biết, Xin trích trong phiên sơ thẩm, tòa có nói tôi nhận xét về anh Phước, tôi nói việc làm của anh Phước là đúng và tôi tôn trọng anh ấy, còn chính quyền nói ảnh sao thì tùy tôi sẽ tham dự phiên phúc thẩm để được nhìn thấy anh ấy và đồng hành cùng gia đình hết trích trong phiên tòa sơ thẩm kéo dài chưa đến một ngày ông phước bị kết tội có hành vi viết hoặc tải từ mạng internet nhiều bài viết có nội dung không khách quan không đúng sự thật vu khống xúc phạm bôi nhọ uy tín danh dự nhà nước phỉ bắn chính quyền nhân dân gây kích động hoang mang trong nhân dân gây mất trật tự an toàn xã hội luật sư lê văn luân một trong số luật sư tham gia bỏ chữa cho ông phước trong phiên sơ thẩm cho đài á châu tự do biết cáo buộc từ Viện Kiểm sát không dựa trên căn cứ cụ thể và mức án mà tòa đưa ra là quá nặng nề so với những gì mà ông Phước đã làm. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cho rằng mức án dành cho ông Đặng Đăng Phước là quá đáng và không thể chấp nhận được. Bản án này cho thấy nhà nước Việt Nam hoàn toàn không khoan dung đối với những công dân chống tham nhũng và bất công. Tòa án thành phố Hồ Chí Minh lưu ý người dân tránh tụ tập đông người xung quanh khu vực tòa án trong phiên xét xử công khai vụ bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ trong ngày 21 tháng 9. Ông Phạm Ngọc Duy, Chánh văn phòng tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho truyền thông hay tin trên trong ngày 18 tháng 9. Ông Duy cho biết thêm, phiên xử không được phát sóng trực tiếp hoặc trình chiếu diễn biến và đây là lần đầu tiên Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử hình sự hành vi livestream nói xấu người khác trên nền tảng mạng xã hội. Theo ông Duy, phiên xử nhận được sự quan tâm từ đông đảo dư luận khi bà Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và nhiều người có nghĩa vụ liên quan là người nổi tiếng. Do đó, để đảm bảo an ninh trật tự của phiên xét xử, chánh văn phòng tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lưu ý người dân hạn chế tụ tập trước trụ sở tòa án ảnh hưởng đến việc lưu thông. Ông Duy khuyên người dân quan tâm đến phiên tòa có thể theo dõi thông tin qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Theo nội dung vụ án, bà Hằng đã thực hiện nhiều buổi livestream trên mạng phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của nhiều người ông Đặng Anh Quân, bà Nguyễn Thị Mai Nhi, bà Lê Thị Thu Hà và ông Huỳnh Công Tân đồng phạm với vai trò giúp sức cho bà Hằng. Phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày 22 tháng 9. Bà Lê Thị Phương Hoa bị Tòa Hà Nội tuyên án tử hình do tham gia đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ châu Âu về Việt Nam. Tòa án thành phố Hà Nội trong ngày 18 tháng 9 được truyền thông loan đã đưa ra xét xử vụ án trên. Ngoài bị cáo Phương Hoa, đồng phạm của Hoa là Đỗ Thị Phượng, cùng trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội, bị tòa tuyên án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo điều tra, công an xác định từ đầu năm 2020, Lê Thị Phương Hoa quen biết với Trịnh Hương, quốc tịch Đức, có nhà ở phố Yết Kiêu, Nam Định. Hương là người Việt Nam nhưng chủ yếu sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức. Nhóm Hoa và Hương lên kế hoạch mua bán ma túy qua con đường chuyển phát nhanh quốc tế từ Đức về Việt Nam. Hương là người gom ma túy và tìm đầu mối bán tại Việt Nam. Hoa nhận và chuyển ma túy đến các địa điểm do Hương chỉ định, được trả công 30 triệu một lần. Hoa nói cho Đỗ Thị Phượng biết việc trên và Phượng khai nhận đều biết việc Hoa bằng bạc trao đổi mua bán ma túy với Hương. Cơ quan chức năng xác định Lê Thị Phương Hoa, Đỗ Thị Phượng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép. 47.158,56 g MDMA và 956,70 g ketamin. Điên Trịnh Hương vào năm 2020 bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Định xử phạt 7 tháng tù treo về tội đánh bạc. Trong khi chờ bản án có hiệu lực, Hương xuất cảnh sang Đức tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Đức về Việt Nam. Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can. Khi nào bắt được sẽ xử lý sau.